Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Clip này mình cùng các bạn vào tham quan tìm hiểu một ngôi nhà mái Thái 2 tầng rất là đẹp của bác Tám ở xã Lam Phong, thành phố Nam Định. Phía trước ngôi nhà là một chiếc cổng rất là to, làm bằng chất liệu bê tông giả gỗ. Phía dưới đó là một chiếc cổng nhôm mạ đồng rất đẹp và nổi bật. Nào, bây giờ các bạn cùng mình tìm hiểu các hướng xung quanh của ngôi nhà của bác Tám. Tất cả các hướng đều rất là đẹp. Bác chân bò thì cháu hơi giật mình đấy. Vâng, bởi vì mình cháu nghĩ nhà bác này là phải buôn bán làm ăn gì cơ. Bây giờ bảo bác cái chân bò thì cháu hơi giật mình. Chân bò làm nhà đấy. Vâng. Thì các bạn đang xem nhà của bác Tám ở Lam Phong, thành phố Nam Định. Đấy, một cái ngôi nhà mái Thái 2 tầng. Đấy, rất là đẹp. Thế và mình đến tìm hiểu ngôi nhà và hỏi xin review ngôi nhà để cho anh em xem thì không gặp bác ấy. Và mình hỏi thì mọi người xung quanh bảo là bác Tám chăn bò. Đấy, mình cũng hơi giật mình là bác chăn bò, bác xây được một cái biệt thự quá tuyệt vời, rất là đẹp. Các bạn thấy là màu sắc của ngôi nhà phía ngoài rất là đẹp. Cái màu sắc có đậm, có nhạt. Tổng thể khuôn viên của nhà bác Tám xây dựng theo dự trù kinh phí của bác là tầm khoảng hơn 4 tỷ. Đây, phía sân nhà bác có một nhà chòi lục giác được xây dựng bằng bê tông giả gỗ rất là đẹp. Và một không gian thư giãn, nghỉ ngơi rất là tuyệt vời cho gia đình. Mình sẽ quay tất cả bốn hướng của ngôi nhà. Bốn hướng của ngôi nhà bác Tám đều rất là đẹp. Nhìn từ xa, mẫu thiết kế nhà hoàn toàn nổi bật. Từ hình khối vững chãi với những nét thanh thoát, màu sắc ngoại thất hài hòa, bố cục họa tiết sắc nét và tinh xảo, mang đến một không gian kiến trúc khá hoàn hảo. Mẫu nhà cao cửa rộng theo quan niệm của ông cha ta xưa được ứng dụng rất rõ rệt và thể hiện sắc nét qua phối cảnh của không gian công trình. Mẫu nhà mái chéo, độc đáo, phá vỡ sự nhàm chán của thiết kế truyền thống với không gian rất thoáng đãng đẹp mắt, thực sự là không gian sống lý tưởng cho nhiều gia đình. Nhà mái chéo mang vẻ đẹp vừa truyền thống vừa hiện đại, thực sự vô cùng hấp dẫn. Sự hòa trộn của cái mới và cái cũ tại đây đã làm nên một hình thái nhà ở vừa có tính thẩm mỹ cao lại vừa tiện nghi trong cuộc sống sinh hoạt gia đình. Mời các bạn thưởng thức một ngôi biệt thự rất là khang trang của bác Tám ở xã Lam Phong, thành phố Nam Định. Một ngôi nhà có kiến trúc rất là đẹp. Và mình ấn tượng nhất với phòng khách của nhà bác Tám và các cái đường chỉ và các cái họa tiết được dát vàng rất là đẹp, rất sang trọng. Tức là cái chồng tổng thể 10 khách như vậy. Vâng. Tức là kể cả đá bóng. Vâng, kể cả bi đấy, phủ bi đấy. Chiều dài của nó là 14 mét. Và gỗ là gỗ cửa là gỗ lim bác. Và tường là thạch cao dát vàng. Cái này là bên công ty nào thiết kế và xây dựng bác? Đây, trên Hà Nội. À, trên Hà Nội. Cái giáp vàng này có đắt không bác? Tức là nó tính theo cái vuông đóng trần thì cao và thế nhưng mà cái phao chỉ thì 800 giáp vàng 2.2 vâng. mét
Đây mình quay đằng trong này quay. Vâng. Trong quần đó này. Trên này cũng rất trên và phòng đóng ở. Nhìn phòng ngủ quá. Phòng ngủ cũng dát vàng, trần dát vàng thì cao. À và vâng. Trăm bốn mươi nghìn mét và phao chỉ là tính riêng đấy. À phao chỉ là 800 một mét phao chỉ đấy. Trò tiền công kỹ thuật cũng to nhỉ nhỉ. Chỉ đâu cứ tưởng à, cứ gọi là rát vàng này là cứ 2,2 triệu một mét. Chỗ rát cũng đo mà chỗ không rát cũng đo. À có nghĩa là cái họa tiết thì là nó theo họa tiết dây đúng không? Đấy họa tiết dây. Vâng. 2,2 triệu một mét mà thợ xe Hà Nội về làm. À các cái trần thạch cao à, nhờ được dát vàng, các cái họa tiết là nổi bật có ánh điện vào rất là lung linh và huyền ảo, rất đẹp. Cầu thang và cửa của bác là gỗ lim hết đấy. Vâng. Cửa là đóng 6 cân. Vâng. Gỗ đóng 3 cân 4 cân nhằm chữa. Cái ngôi nhà này bác xây dựng trong bao nhiêu lâu? Một năm 6 tháng. À 1 năm 6 tháng à, thì cũng lâu nhỉ anh nhỉ. Đây, mình mời các bạn ngắm tổng thể toàn bộ cái chi tiết và cái công năng sử dụng của tầng 1 gồm phòng khách này. Đấy, phòng bếp và phòng ăn thì là bác cái chưa hoàn thiện này. Đấy. Và phòng ngủ, cả nhà vệ sinh. Thế là tổng kinh phí cho ngôi nhà này bao nhiêu tiền bác? Tầm bao nhiêu tỷ bác? Tầm 4 tỷ 2 tỷ. Nhưng mà nó nhân nhau cái kiểu là mái treo. Và nó không nhân theo như chuyển mái chéo. Đấy. Và là trần thạch cao. Ừ. Cái này là đóng trần phao chỉ này là khác. Vâng. Đóng trần thạch cao. Phao chỉ này thuê một nhà sàn. Vâng, ở dưới là dát vàng ấy. Ở trên tầng trên là không dát vàng. Đấy và tổng kinh phí cho ngôi nhà này là hơn 4 tỷ. Đấy chỉ độc nhà không hay là cả sân vườn đấy bác? Cả tầng à, có là vừa nhà vừa sân công vườn. Công thì không được mất 1 tỷ. Vâng. Tầng xây. À chỉ có công thôi là riêng mất xây. Tiền công là đã mất 1 tỷ rồi đấy. Công năng sử dụng của ngôi nhà gồm 2 phòng khách, 1 phòng bếp kết hợp với phòng ăn, 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. À, tuy nhiên ngôi nhà mới hoàn thành nên phòng bếp và phòng ngủ vẫn chưa đầy đủ đồ đạc tiện nghi. Phía bên trên tầng 2 là phòng thờ được thiết kế khá đơn giản. Ngôi nhà của bác Tám có mặt tiền chính và mặt tiền phụ, vừa có tính thẩm mỹ cao lại vừa tiện nghi trong cuộc sống sinh hoạt gia đình. Mình và bác Tám đã chia sẻ ngôi nhà mái thái dát vàng 2 tầng rất đẹp mới được xây dựng xong của bác. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ chia sẻ clip của mình cho mọi người cùng xem và ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh. Chúc các bạn sức khỏe. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.